Chị biết được là đầu tiên bạn Lan là một người rất là data driven. Dạ. Rất là mọi thứ quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng không? Đúng rồi, làm phát triển bền vững là phải data driven. Ồ, cái đó hay đó. Khi mà mình mà quyết định một cái decision nào đó thì mình phải dựa trên data hoặc dựa trên fact. Tức là từ những cái yếu tố nào, những cái factor nào của cái tình huống mà mình muốn quyết định đó, thì mình mới thường là em sẽ vẽ xuống giấy. Ví dụ mỗi tình huống nó đều sẽ có những cái yếu tố ảnh hưởng tới cái tình huống đó. Và em dựa trên tất cả những cái đó để quyết định là mình sẽ đi theo đường A hay là đường B. Và khi mà ví dụ như mình có quá nhiều A hay B, nhiều khi các factor nó cũng ảnh hưởng ngang nhau chẳng hạn á, thì lúc đó em sẽ thường sẽ tự hỏi khoảng hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nếu mình đi theo A thì mình có sau này mình có hối tiếc hay không. Nó cũng có một cái term nó gọi là theory of regret đó, những cái câu hỏi mà làm sao để mình kiểm tra lại cái hối tiếc của mình. Và nếu mình đi B thì mình có hối tiếc hay không. Và nếu như lại tiếp tục hòa thì mình đá thêm hiệp phụ, mình hỏi thêm một câu nữa là nếu như vậy thì khi mình đi theo A thì tình huống xấu nhất không như kỳ vọng là gì, và ngược lại B cũng như vậy luôn. Nên là thực ra nếu để trả lời câu hỏi là có phải đánh đổi cơ hội công việc khác có hơn không á, thì em nghĩ là không á. Bởi vì khi mà ở mỗi tình huống em quyết định thì đó là cái quyết định tốt nhất, mang tính tương đối ở tình huống đó. Ok. Hay á. Tức là thứ nhất chị biết được là đầu tiên bạn Lan là một người rất là data driven. Dạ. Rất là mọi thứ quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng không? Đúng rồi, làm phát triển bền vững là phải data driven. Cái đó hay đó. Một ý rất hay thương, nghĩa là kiểu đó, làm cộng đồng mà đúng không? Cần gì phải có data hả? Nhưng mà đúng là có data driven, thì tức là nhờ cái việc mà em có data driven đó, em cũng có những cái cách thức để em phân tích, cho nên khiến cho mọi cái quyết định của em có vẻ như em đã được tính toán kỹ lưỡng rồi, chứ không hẳn là một cái gì đó mà nó mang tính kiểu như leap of faith, hiểu không? Kiểu đúng rồi chị. Cứ nhảy thôi. Tại vì nhiều khi mình không có, với lại em nghĩ một cái phần quan trọng đó là mình đưa suy nghĩ xuống giấy á. Putting things down. Tại vì nhiều khi mình nghĩ trong đầu á, nó cứ nhảy bên này nhảy bên kia, cái mình không có viết nó xuống thành một cái vật thể cụ thể, là gì cụ thể. Thì rất là dễ suy nghĩ từ cái A dẫn qua cái B rồi cái C, cái D, nó rất là tùm lum. Cho nên là thường em sẽ ghi xuống giấy, chứ không thôi là mình cũng dễ đi theo cái cảm tính, cảm xúc á. Thì thường mà đi cảm xúc là kinh nghiệm cá nhân cũng lâu lâu đi theo cảm xúc này cũng hơi hối tiếc, nên đa số là những lần đi theo data thì bớt hối tiếc hơn. Thú vị á, tại vì thường á chị, như chị nói á, là khi mà nghĩ về câu chuyện tạo tác động xã hội đi, mọi người nghĩ là phải là đam mê nè, phải là nhiệt huyết nè, đúng không, lý tưởng này nọ, nhưng mà có vẻ cũng cần có data đó. Data nhiều á. Data đặc biệt nhiều là đó. Làm với ban giám đốc hoặc là những bạn mà làm mà có investor chẳng hạn á, mà lý tưởng không á thì cũng không ổn. Đồng ý. Để chuyển từ công việc khác không liên quan về phụ trách phát triển bền vững thì em cần học những loại kiến thức gì? Là giống như không có, chưa bao giờ biết về phát triển bền vững thì chuyển đó như thì sẽ học những cái gì đây, những kiến thức gì đây? Thì chắc là em cũng xin recommend với các bạn là mình sẽ học cái phần kiến thức tổng quan về phát triển bền vững. Tức là mình phải hiểu là khái niệm phát triển bền vững là gì nè, những cái mô hình phát triển bền vững nào trên thế giới họ đang áp dụng. Và mỗi cái mô hình đó nó đều có những cái pros and cons. Có một cái câu rất là hay khi mà em được đi học ở bên Cambridge đó, thì nghe mắc cười lắm. Giống như kiểu là học trong một cái ngày hôm đó là học về các mô hình phát triển bền vững từ trước đến nay, mô hình A, mô hình B, mô hình C. Xong rồi cái học hết một buổi thì thầy mới nói là chốt lại một câu là không có mô hình nào là đúng hết. Nghe nó hơi hoang mang. Nghe hơi hoang mang kiểu, ủa hôm nay mình học quá trời mô hình luôn mà thầy nói không có mô hình nào đúng hết. Nhưng mà nó có câu sau nữa là không có mô hình nào là đúng hoàn toàn, mà chỉ có những mô hình nó hữu ích ở một số cái bối cảnh nhất định. Cho nên là mình hiểu cái kiến thức nền tảng đó, xong rồi mình sẽ đem về mình áp dụng với lại cái thực tiễn ở đất nước của mình nè, cộng đồng mình hay là công ty và ngành nghề. Nên cái kiến thức mà nền tảng thì nó sẽ rất là quan trọng. Ok, cái này hay nè. Nhưng mà trước khi chị có thêm câu hỏi follow up, chị muốn add on thêm chút xíu. Tại vì thực ra cái chữ phát triển bền vững này cũng thú vị á, là tại vì khi mà chị làm công việc của chị đi, thì có nhiều bạn á cũng có hỏi chị, hoặc là công ty cũng có hỏi chị là
tôi muốn làm phát triển bền vững, thì thường chị sẽ hỏi là định nghĩa bền vững. Tại vì cái bền vững này nó có hai cái định nghĩa hiện tại phổ biến ở Việt Nam. Thì nhều người khi mà nghe đến phát triển bền vững, người ta chỉ nghĩ về môi trường thôi, đúng không? Tức là bền vững về môi trường, đúng không? Nhưng mà thật ra giống như em nói, bền vững là công việc nào cũng phải cần bền vững. Cho nên chị sẽ phải hỏi là bạn muốn nói ở góc độ môi trường bền vững hay là tổ chức bền vững? Cho chị hỏi thêm chút xíu thì hiện tại nếu mà nói về câu chuyện của em ở Việt Nam, đang làm công việc ở Eon Việt Nam đi, thì em sẽ đang áp dụng cái mô hình nó như thế nào? Em cũng đồng ý với chị Kelly là cái khi mà mình nói về một cái định nghĩa nào đó thì mình phải có một cái định nghĩa chung. Mình nói về một cái từ nào đó, mình phải có định nghĩa chung. Vậy thì phát triển bền vững định nghĩa chung là gì? Thì em lại quay trở lại cái câu mà mô hình hồi nãy á. Tức là mỗi người sẽ có, thực ra mỗi mô hình nó sẽ khác nhau một chút ít, nhưng mà tụ trung lại nó cũng sẽ có những cái điểm giống nhau. Thì đối với em ở tại công ty hiện tại á, thì em đang theo cái mô hình là tiếng Anh nó là triple bottom line, còn gọi là chiến lược 3 P phở. Chữ P thứ nhất đó là planet, là môi trường á. Chữ P thứ hai là people, con người, hay còn gọi là xã hội. Và chữ P thứ ba là profit, là về lợi nhuận. Hay nói rộng hơn đó là về kinh tế, nền kinh tế nói chung. Nên là khi mà nói tới với phát triển bền vững thì định nghĩa riêng, định nghĩa của em sẽ là một cái hình tam giác hài hòa giữa làm sao mình có lợi nhuận cho công ty, mình vẫn đóng góp vào phát triển nền kinh tế của đất nước, nhưng mình vẫn đồng thời mình bền vững về mặt môi trường. Tức là mình không có phương hại đến cái môi trường địa phương. Và mình bền vững về mặt xã hội, tức là mình vẫn đồng hành phát triển cái cộng đồng dân cư ở những cái khu vực mà mình có kinh doanh. Mình phát triển cùng với nhau. Thì cái đó là cái mô hình mà em đang theo đuổi. Em cũng đồng ý với chị là khi mình nhắc đến phát triển bền vững thì tại vì ở Việt Nam thì mọi người đa số là sẽ nghĩ tới môi trường nhiều hơn. Tại vì cái đó là cái đầu tiên mình nghĩ tới. Nhưng thực ra môi trường trong xanh, nhưng mà kinh tế không phát triển thì chắc chắn một cái cộng đồng mà nó không phát triển thì sẽ dẫn tới một số những cái tệ nạn, thì lúc đó con người và xã hội nó cũng không phát triển. Dạ, thực ra ba cái đó nó đều có liên đới với nhau hết.